xin chào. Chúng tôi đang tìm kiếm người thắng giải 1 tỷ đồng. Nếu bạn là người sở hữu con số 5, bạn hoàn toàn có thể thắng 1 tỷ đồng. Hãy làm theo hướng dẫn sau để kiểm tra ngay. Bước 1, viết số điện thoại của bạn ra giấy. Đây là dãy số riêng cá nhân của bạn. Bước 2, lấy 2 số cuối, nhân cho 2. Bước 3, cộng thêm số 10. Bước 4, lấy kết quả, chia cho 2. Và bước 5, cuối cùng, trừ 2 số cuối của số điện thoại của bạn. Nếu kết quả tìm được là con số 5, thì xin chúc mừng. Thông báo ngay bây giờ để bạn có thể nhận được giải thưởng 1 tỷ đồng.